mới kịp đổi chuyến Tết nha. Trễ trễ không có đổi được nha mọi người. Em có mua chân váy với non đi rừng mà em 1m55 42kg gì 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 mà em thấy mang người hơi nhỏ là sao ta? Nè Lucy tư vấn cho bạn này chân váy. Em có mua chân váy bên Onizum mà em 1m55 42kg mà em thấy em mang người hơi nhỏ là sao ta? Size 1 đi em. Người hơi nhỏ là sao? Thế nhưng thật này vẫn thì mà size 1 nè, cỡ đó chị cũng mà size 1. Còn rộng thì bé phải mang này hoặc là xếp vô chứ còn size bên Onizum là chị đã làm size nhỏ lắm rồi đó. Hoặc size nhật 1 là bên chị là nhỏ lắm. Hồng hết lờ rồi hả chị? Hồng nào ta? À, hồng quá, Maximai, hồng quá, Maximai là hết lờ rồi. Hết rồi. Hồng quá, Maximai là hết lờ rồi. Thông cảm nhớ hết lờ rồi. Bây giờ ai có thể 2 chốt rồi nó lại hết nữa. 83 đơn rồi, chỉ còn 17 đơn nữa thôi. Chỉ còn 17 người may mắn nữa thôi. Đúng rồi mọi người ơi. Chết thù. Anh ơi, em comment 10 lần nữa. Chết. Bé này comment gì? Đem ra shop đổi trực tiếp được không anh? Em ơi, hiện tại thì là shop đang ngừng hoạt động. Đúng rồi. Trong một khoảng thời gian làm ở một cái nơi mà mình có thể thử đồ được cái nhà. Đúng. Nên là chị cho đóng cái cửa hàng ở ngoài Nguyễn Huệ rồi nha mọi người. Cái cửa hàng ở ngoài Nguyễn Huệ trước tụi tôi mở ra nó không có chỗ thử đồ. Hơi bất tiện, chả khác gì mọi người đến shop cho mọi người không được thử. Thế mọi người kiểu ban đầu là mình có một cái ý là để giữ trung tâm để cái nhà có thể đến đó để coi phơm đồ. Nhưng mà cái mong muốn mọi người được thử đồ nhiều quá. Đúng rồi. Mọi người hiểu lầm là cái chỗ đó là không có dịch vụ, không có tốt của cái nhà. Nên là Lucy khó thì giải thích quá. Nên Lucy với Dương là cho đóng cái cửa hàng là luôn rồi. Sắp tới sẽ mở khoảng tầm 2-3 cửa hàng ở những cái nơi mà có nhiều local brand để cái nhà có thể tiện mua đồ một lần một thể luôn á. Nên cái nhà đợi 5 sao Lucy với Dương nha. Chốt. Lâm lên. Gì? Sao không nói tiếp quay nhở? Áo hồng mét. Mọi người ơi, cái áo của tôi hết size L thì mọi người phải đi may mắn. Chứ nó hết size M nó mới kỳ nha mọi người. Đúng rồi. Áo của tôi mà hết size L là mọi người phải cảm thấy may mắn. Tại vì những cái size M mọi người mặc mới vừa, size L của tôi mua về không biết là mặc dài đến đâu. Tại vì size L của tôi là tôi làm theo form người tôi. Đó, nên mọi người mua size M thôi, rộng rãi thoải mái nhá. Xe M thôi, ấy 1m60, 1m68 rồi kia mặc xe M hết cho tôi. Mình đổi size như thế nào vậy anh ơi? Mình cứ nhắn tin trực tiếp vào TikTok, vào Instagram, vào Facebook, vào bất kỳ một cái nền tảng nào mà có cái sự hiện diện của chúng tôi. Đó, chúng tôi sẽ đổi cho bạn nhá. Không, nhắn tin vô nick của shop được cả nhà ơi. Ý là nhắn tin vô nick của shop hoặc là phở bò là ok nha. Tại vì TikTok thì nhiều khi mình inbox trực tiếp không có được á. Thoải mái luôn, xin cho đổi đồ thoải mái mọi người. Size 2 của Onizum mặc size Maximize mặc size M nha. 1m75, 75-73kg mặc size M được không? 75-73kg thì mặc size L giúp anh nha. Đúng rồi. Em comment 20 lần rồi, chết. Em comment 20 lần, moon lại phải lướt em lên. Em ơi, tao comment thêm. Phải lướt lên moon rồi. Chị mặc size gì? Chị mặc size 2 baby ơi. Không thấy moon. Size 2 Onizum và size M của AMM nha. Chúng sốt tăng động quá. Trời ơi em ơi, anh vừa ăn no nê rồi nên là bây giờ anh có năng lượng. Anh ơi, 75kg, 1m65 mang size nào? Mang size L đi em ơi. Mai anh có like áo trắng hình trái tim không? Có nha. Mỗi ngày chỉ được bán 100 áo thôi nên là sẽ like nốt ngày mai nha. Mỗi ngày được bán 100 áo nên mai nốt ngày mai. Hôm qua 100 rồi, hôm nay 100, mai 100 nữa là đẹp nha. Phía sau xinh quá anh Dương. Gì xong nào? Phía sau áo luôn gì vậy? Cái áo Dương có gì mà xinh. Em đổi một lần rồi, shop hỗ trợ nhiệt tình lắm ở em. Trời ơi, tụi tôi là quá là hả, nhiệt tình luôn. Không tại phải, vì nhân viên mọi người ơi. Tại vì trước tụi tôi không có nhân viên thôi, bây giờ tụi tôi có nhân viên rồi. Nó đầy đủ cả rồi. Ừ, nên là tụi tôi hỗ trợ mọi người cực kỳ nhanh, yên tại tâm. Tại vì là dịch vụ thì phải càng ngày càng tiến bộ mọi người, càng ngày càng 91 đơn, chỉ còn 9 người này nói không điều. 91, nhìn nó hơi ngược một xíu. 91 nhìn giống 19. Nhưng mà thật ra là 991 rồi. Đó, 91 đơn rồi, mua áo đỏ rất nhiều. Đó, chỉ còn 9 slot cuối cùng để cho những ai mà thích những cái mẫu áo nào mà Vina Maxi Mai thì lượm đi, chứ không lượm có nó giảm lại đấy. Tôi cũng buồn lắm, cũng chả biết gỡ ở gì, chiều nay xin hỗ trợ gỡ mà TikTok nó không cho. Tại vì kiểu cũng nhiều việc đó, cuối năm mà có những cái không có xử lý kịp á. Mà TikTok không cho 92 đơn rồi. 1m76kg mặc size gì? 1m76kg mặc size M là đẹp. Size M thôi. Cái quần màu xám riêu phối với áo nào quần màu xám. Còn màu xám thì anh nghĩ em nên mặc áo màu trắng.
hoặc áo màu đen, áo màu trắng hoặc áo màu đen thôi, nên áo màu trắng hoặc áo màu đen thôi. Được đổi size không ạ? Đổi size thoải mái nha. Mình nhắc lại một lần nữa là đổi size thoải mái, mọi người cứ đặt đi. Tại vì trong 5 ngày nha cả nhà ơi. Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì hả, có cái nỗi niềm của mọi người là không biết là có đổi size được không ở trên TikTok này, tại vì mọi người không được thử. Nhưng mà mọi người cứ đặt đi, tại vì trong cái thời gian kiểu giá nó ưu đãi thì mọi người cũng muốn đặt, nhưng mà mọi người lại đang phân vân là chết rồi không biết có được đổi không. Nhưng mà thoải mái, đổi thoải mái nha. Đổi thoải mái. Em muốn nói là em yêu chị Lucy. Cảm ơn Béo. I love you Béo. Da ngăm mặc màu nâu được không? Da ngăm là cái màu nâu là sinh ra là dành cho bạn luôn. Mọi người mà cứ comment là chị Lucy thì chị Lucy trả lời nha cả nhà. Cái màu nâu là bạn da ngăm là nó sinh ra là để dành cho bạn. Bạn nên mua một cái màu nâu. Sài Gòn đặt trước nhận được ngày 15 không? Hôm nay ngày bao nhiêu? Hôm nay ngày 11 nhận ngày 15, đẹp luôn, chắc chắn nhận trước ngày 15. Chủ shop tăng động thiệt. Mọi người muốn tặng bao giờ nữa? Quá sau này mình nói nhiều quá ta. Nói nhiều đi. Chứ em... nói ít là ai mà coi. Tặng bao giờ không? Mọi người muốn bao giờ bao nhiêu? Mọi người comment những bao giờ mọi người cần, cái giá trị mọi người cần đi. Nhưng mà con số khả thi thì mới tặng nha. Cả nhà ơi, bao giờ lì xì chúng mình lên? Tặng tiếp một lần nữa nha. 94 đơn rồi. 94 đơn rồi. Còn 6 đơn nữa thôi. Còn 6 đơn nữa thôi. 94 đơn. 1m63-65 kiếm xe mờ nha. Xe mờ nha. Muốn voucher gì thì cả nhà hãy comment cho comment chị. Comment đi, comment xem voucher gì thì phát được không phát nè. Comment 25 này hoặc là 30 này. Đấy thì những cái voucher này có. Ồ gì hả? 20 này. 20 này, 25 này, đấy. 20k đi tặng được. 20k bạn này là hợp lý, bạn này là hả? Gọi là big deal. Bạn này tinh tế. Tinh tế. Đó. 25k cũng được, nhưng 30k thì cũng hơi quá sức rồi mọi người. 30k là cũng tại vì 25k, 20k thì sang điều được nhiều, chứ 30k chỉ không 20-30 cái thì đâu có xài kịp. Nha mọi người, nhưng mà sang điều. Em coi mẫu 8 là cái mẫu gì nhỏ em nhờ, mẫu 8 là cái mẫu gì nhỏ. Mẫu 8 hiện tại là đang không có sẵn ở đây rồi mà. Anh chị tặng cái gì? Anh chị tặng voucher nữa đi ạ. À. Hai lần em không lưu được, chết rồi, khổ quá. Đấy. Không biết là mọi người á hả? Ai mà đang giữ cái voucher thì hãy nhả ra cho người ta mua đi. Sao chứ nhả hãy. Được bà ấy, sao nhả cái chuyện gì khó hiểu vậy? Chán thiệt đó chứ. Rồi cả nhà ơi, chị lên voucher cho mọi người thêm một tí xíu nữa nha, đi gọi nè. Trời ơi trời, gì dáng tìm được gì. Chưa nói voucher nhiêu, 20 hay 25. Dáng tìm được gì dáng. Voucher 20 hay 25. 20. À không đây, tùy nó gì. Cứ Amaximai là không thể nào mà lên 25 được. Sao, có tung voucher. Anh đi dùng thì cứ thoải mái đi. Amaximai là lên 25 là lỗ. 20 hay là 25. Dáng tìm để được tặng áo mà đủ 100 đơn có được tặng không ạ? À? Chết 100 đơn thì bán được có 100 đơn nè. Sao 25 hơn chặt hả? Hay là mới căng nha mọi người, tại nãy mới tung rồi. Bên đây mới nói tung 100 cái là 25 rồi, 20 được mọi người. 15 rồi, tôi chỉ phát 15 thôi. Điên, 15 giờ muốn cái gì? Thôi, 15 không là phải là tiền à? Thì cũng là tiền nhưng mà cuối năm rồi. 15, 50 người ở đây thì là tôi mất gần là 1 triệu bạc rồi. Thôi giờ tung giao 25 được hả? 50 cái hả? Sao em đi không được? Nãy tao tung mấy cái vậy? Tung 50 đúng không? Nãy tung mấy cái? Tung 100. Thôi, không có AM nâu trong giò hàng à bạn? Đây, đây này. Nhiều người người ta lại tưởng đây là màu đen nhưng mà thật ra đây là màu nâu. Đó, đó. Vậy thì tung nha, tung một lần nữa nha. Lần nữa đi. Mấy giờ lên vậy? Một phút nữa đúng không? Rồi cái kêu một 97 nè. Thấy không? 97 nè, đúng ba người nó đúng ba người nữa là nó keng cái là nó khóa lại. Thấy thương anh Dương nhưng em xin cảm ơn ca. Không sao, vui vẻ. Vô, không kim nó lên đi mọi người thanh tại vì thiệt ra là tôi cũng... Tôi thì chuẩn bị tung cái voucher nè. Tôi cũng khá là lâu, tôi không có tung voucher hay là không có tặng quà. Giờ dương kim gì, còn có 6 người dương kim áo dương lên làm gì, có người ta có mua được nữa đâu. Khổ ơi, mắc cười ghê. Bây giờ muốn ghim cái nào? Người ta nãy giờ người ta ghim của bà không á, tôi mới ghim được 2 giây mà thì bà lại nói tôi. Bây giờ bà muốn ghim cái nào? Cái này đúng không? Muốn cái nào trời? Đó. Nhanh đi em đặt chị ơi, nhanh mà. Đang chuẩn bị lên đó mọi người. Ấn vô đi, chủ shop tăng động thiệt. Hôm nay anh hơi tăng động một tí, mọi người thông cảm nhé. Xa le túi đi chị, không có túi hết túi rồi.
tung đi, mai mốt em kêu bạn bè vô mua của mình hết. Ghê vậy? May Dương ghim lên mới biết đấy là màu, đấy là màu nâu. Nhiều người người ta lại cứ tưởng đấy là màu đen, nên là tôi ghim lên để cho mọi người biết là cái đấy nó là màu nâu, không phải là màu đen. Đấy, cầm cho mọi người biết chứ. Không, làm sao mà cầm cho mọi người biết được này, cái mã này của Dương này. Cái mã này của Dương, Dương áp hình lên nó bị tối quá, người ta tưởng là màu đen. Hiểu không? Thì Dương ghim lên để cho người ta biết cái đấy là màu nâu. Rồi, tao chờ chúng mình lên, đó Dương nói mọi người cũng đi. Đây, bây giờ mọi người vào đây. Cô chào 30k lận hả? 25 chứ. 25, à đây đây đây. Này, nhìn thấy chưa? 25k từ Onism Store, ấn lấy mã đi, tôi không lấy đâu, yên tâm. Tôi không lấy đâu. Đấy, tôi để mọi người lấy chứ tôi mà lấy một cái là mọi người mất một cái. Đấy, tôi mà là kiểu như là dạng chơi điếm là hai chúng tôi ở đây, mỗi người lấy một cái là mọi người mất hai cái. Nhưng mà chúng tôi không lấy nhá. Cứ vô lượm này nhá. Lượm đi. Nhà còn ai không xài thì đừng có. Ai không xài thì đừng có ạp nhá. Anh xài đúng ạp. Để dành cho những ai xài người ta ạp nha. Tại vì không số lượng sinh bên marketing không có được nhiều đâu. Đúng rồi. Màu nâu phối với những màu gì? Màu nâu hả? Màu nâu phối với màu kem, màu hồng, màu này màu kia. Tỉnh không ai giao thoải mái, giao đến tận ngày 29 Tết nha em nha. Có sa le kéo xoe rồi đen. Tết thì không có nhận được. Cái gì? 29 Tết thì không có nhận được. Bây giờ mua thì mới nhận kịp. À đúng rồi, 29 Tết mua thì không ai ship cho em đâu. Bây giờ em mua đi. Ship phải sau Tết mới nhận được. Bây giờ em mua thì là em nhận được thoải mái. Shipper nó ship đến tận 29 Tết lận nha. Sale mẫu 8 đi anh, mẫu 8 là cái mẫu gì vậy? À mẫu 8 này không có sẵn ở đây cơ. Mét 53, 45kg mà xe 2 giúp anh nhé. Không biết sao bỏ vô chờ nhường lại nữa. Trời ơi. Con bé này thì à, con bé lấy làm gì giờ, con bé ấm ấy này làm gì rồi. Bây giờ muốn trả. Trả lời nhưng không trả được.